Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách trận đấu đầu tiên bảng E-World Cup 2023 đúng một tuần lễ. Quá trình chuẩn bị về mặt chuyên môn vẫn chưa hoàn tất bởi còn nhiều điều cần phải chỉnh sửa sau thất bại nặng nề trước đội Tây Ban Nha. Ông Mai Đức Chung nhấn mạnh, sắp tới đội nữ Việt Nam còn đương đầu với đối thủ mạnh hơn là đương kim vô địch World Cup đội tuyển Mỹ. Các đài truyền hình Mỹ, các hãng thông tấn trên thế giới chắc chắn đặc biệt quan tâm đến trận đấu này. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ phải chứng minh để khán giả toàn cầu thấy rằng đội nữ Việt Nam thua thiệt về trình độ, về thể lực, thể hình, nhưng tuyệt đối không tự ti, không run sợ. Đội bạn có nhiều ngôi sao, trong đó có những nhân vật kiệt xuất của bóng đá nữ thế giới. Nhưng chúng ta cũng có thế mạnh của riêng mình, đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Hãy tự tin chiến đấu với ý chí cao nhất. Bình tĩnh giải quyết tình huống vì khi ta dối trí, thiếu sự dũng cảm, gắn bó, thế trận sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn, ông Mai Đức Chung chia sẻ trong cuộc họp nội bộ. Hôm qua, không khí lạc quan đã trở lại buổi tập đầu tiên của đội trên sân Fred Taylor Park, sân tập riêng mà FIFA bố trí cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước trận đấu với Mỹ. Điều kiện cơ sở vật chất tại Auckland phải nói là gần chạm đến hai từ hoàn hảo, khách sạn, sân bãi, sự chăm sóc của các nhân viên FIFA, vấn đề còn lại nằm ở chính đội tuyển nữ Việt Nam mà thôi. Có một tình huống ngoài sân cỏ vừa xảy ra với cá nhân ông Mai Đức Chung. Một số trang mạng tại Việt Nam loan tin rằng ông không được FIFA đồng ý dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup do thiếu bằng pro. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lập tức bác bỏ thông tin sai sự thật nói trên. Trong danh sách đăng ký gửi FIFA ngày 9 tháng 7, huấn luyện viên trưởng của đội là ông Mai Đức Chung và FIFA đã phê duyệt danh sách này, không có bất kỳ sự thay đổi nào về chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên ban huấn luyện.